Cha dạy con gái tự tin con sẽ vẻ vang và hơn thế, nhưng tự kiêu con sẽ mất tất cả tự tin là vô cùng tốt nhưng tự tin quá mức không kiểm soát được tâm trạng của mình rất dễ trở thành tự kiêu. Khiến bạn bè đồng nghiệp xa lánh, không ai muốn đến gần, trong một bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc nhân vật chính là cô gái có ngoại hình rất đẹp lại tài giỏi. Cô đang làm chức trưởng phòng thiết kế thời trang nổi tiếng, những mẫu giày của cô thiết kế đều rất đẹp và sang trọng, chính vì thế mỗi lần cô ra mẫu mới đều bán rất chạy mang lại doanh thu khổng lồ về cho công ty tuy nhiên cách sống của cô đã khiến nhiều người vô cùng thất vọng so với tài năng vốn có nguyên nhân chính nằm ở cách thể hiện có phần quá mức khiến người khác mất hết thiện cảm cô thường không nghe không tin vào bất kỳ ý kiến của mọi người mà chỉ tin vào chính bản thân mình có lần nhân viên cô không làm kịp công việc được sao cô liền mắng đến thậm tệ thậm chí quẳng luôn bản báo cáo kết quả vào mặt nhân viên cô còn thường thích khoa trương mọi vấn đề trong mọi cuộc họp nói chuyện cô luôn đề cao bản thân sự tài giỏi mà không để ý đến cảm xúc của những người xung quanh quả thật sự ưu tú của cô nhân vật chính ai ai cũng nhận thấy rõ ràng để có thành tích như hiện nay cô đã rất cố gắng chứng minh cô thật sự có tài năng nổi trội trong lĩnh vực của mình tuy nhiên cùng với bản lĩnh đó nếu đủ khôn ngoan điều mà cô nên thể hiện là sự tự tin vừa đủ khiêm nhường không nên coi thường hạ thấp người khác chứ không phải là sự tự kiêu đến mức có thể gây tổn thương cho người khác việc gì đến cũng sẽ đến cuối cùng cô đã trả giá cho sự kiêu ngạo của chính mình bởi núi này cao còn có núi khác cao hơn mọi tiền đồ đều mất hết trong khoảng thời gian rất ngắn cũng trong bộ phim đó cũng may cô nhân vật nữ chính có người bố rất thông thái đã giúp cô quay trở lại bản tính tự tin trước khi lấn quá sâu trong kiêu ngạo bố cô sau khi nghe con gái kể về những cái giá phải trả do chính sự kiêu ngạo của mình mất hết tiền đồ sự nghiệp bạn bè đồng nghiệp xa lánh cô gái đã nói với bố mình con sai chỗ nào bố cô đã phân tích sự khôn ngoan đích thực là biết cách bộc lộ ánh sáng của bản thân mà không làm trói mắt người khác dẫn tới gây thù chuốc oán với kẻ lòng dạ tiểu nhân sau khi nghe bố phân giải dường như cô đã thấu hiểu đứng lên xây dựng lại sự nghiệp từ đầu nhưng lần này dù vẫn tự tin sự khiêm nhường ít nhiều đã có kết thúc bộ phim là sự viên mãn tốt đẹp khi cô gái biết quay đầu trở lại và sửa chữa nhưng sai lầm của mình tuy chỉ là những tình tiết trong phim nhưng xét cho cùng ngoài đời thực không hiếm người như thế họ có biết mình sai để sửa không mới là quan trọng nghiên cứu của các nhà tâm lý học cho rằng người tự tin là người dám nghĩ dám làm cương quyết có nghị lực có sức sáng tạo và làm nên sự nghiệp lớn, đôi khi con người ta dễ bị dịch chuyển từ tin sang tự kiêu, dẫn đến bản tính kiêu ngạo. Tính kiêu ngạo sẽ làm bạn luôn coi thường những người xung quanh, họ luôn cho rằng mình giỏi hơn người khác và không bao giờ nghe những lời khuyên hay giải thích của những người xung quanh. Coi thường mọi người là bạn luôn đánh giá thấp những ý kiến và đóng góp của họ trong công việc, tự tin vừa đủ, bạn sẽ toát ra thần thái đáng ngưỡng mộ và rất dễ thành công vẻ vang trong sự nghiệp còn tự tin quá mức ắt sẽ trở thành tự kiêu và cái giá phải trả bao giờ cũng chua chát là người gần gũi con gái hay được con gái thủ thì các ông bố hãy tận dụng cơ hội tốt để trò chuyện. dặn dậy và uốn nắn con, hy vọng những lời khôn ngoan của bố sẽ trở thành một hành trang quý giá cho con gái bước vào đường đời với nhiều thử thách trông gai.